Khó ngủ chỉ cần áp dụng phương pháp này sẽ dễ dàng ngủ ngon tới sáng. Xin kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Sức khỏe đời sống HIT3. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với quý vị cách chữa mất ngủ, thường xuyên thức giấc vào lúc nửa đêm, mang lại hiệu quả rất là nhanh mà chúng ta không phải dùng đến thuốc. Phần cuối video này có những lưu ý mà quý vị nên tránh. Chúng ta có thể lấy giấy bút ghi vào quý vị nhé. Có câu nói rằng, giấc ngủ chính là sản vật của việc điều hòa âm dương, quả rất có đạo lý. Cổ nhân cho rằng vào ban ngày, âm trong cơ thể con người bị ẩn đi, dương giữ vai trò chủ đạo, mọi chức năng của cơ thể rơi vào trạng thái hoạt động. Còn khi đêm đến, dương lại ẩn vào trong, âm chiếm ưu thế, con người đến lúc phải đi ngủ. Nhưng ngày nay, giấc ngủ vốn là nhu cầu cơ bản này lại trở thành vấn đề nan giải của rất nhiều người. Có rất nhiều quý vị bỏ ra rất nhiều tiền, mua thuốc, dùng nhiều cách cũng không cải thiện. Và rất nhiều quý vị không biết đến phương pháp này dẫn đến tình trạng mất ngủ kéo dài. Ngay bây giờ, quý vị nào thường xuyên thức giấc nửa đêm, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị cách massage, bấm huyệt sẽ dễ dàng ngủ ngon một mạch tới sáng. Xin mời quý vị theo dõi và cùng thực hiện quý vị nhé. Quý vị biết đấy, khi chúng ta mất ngủ một tối thôi thì hôm sau cơ thể sẽ rất là mệt, làm gì cũng uể oải. Bởi vậy mà có những quý vị mất ngủ đến 2 năm, 3 năm hay 5 năm, đó là một điều mệt mỏi. Hầu hết, người già mất ngủ là do quá trình lão hóa. Vì vậy, đầu tiên chúng ta cần phải giảm lão hóa đi là chúng ta nên tập thể dục thường xuyên. Ăn uống điều độ là yếu tố vô cùng quan trọng. Ngoài việc tập luyện, quý vị nên giữ cho mình tinh thần lạc quan, luôn vui vẻ, tránh những điều lo lắng, suy nghĩ tích cực. Vì chắc chắn một điều, khi tinh thần của quý vị tốt và ăn uống hợp lý, quý vị sẽ khỏe mạnh hơn. Thứ hai, khi mà tuổi già đến, sự tuần hoàn của khí huyết trong cơ thể và nhất là não rất cần đến oxy. Bởi vậy, khi mà máu lên não của chúng ta kém thì quý vị rất khó ngủ. Làm sao để có được khí huyết lưu thông tốt hơn? Trong đông y, khi mà não của chúng ta bị lưu thông kém thì trên đầu ngón tay của chúng ta cũng có dấu hiệu như tê tay, buốt tay, hoặc có những người chưa có dấu hiệu đó. Phương pháp thứ nhất, quý vị hãy đứng thẳng người lên và vẩy tay nhẹ nhàng, không cần vẩy mạnh. Khi vẩy, quý vị nhấc cái gót lên, co hậu môn lại. Mỗi ngày vẩy khoảng vài trăm lần, giúp cho quý vị ngủ ngon hơn, nhất là thức lúc nửa đêm. Ngoài ra, chữa được bệnh trĩ. Phương pháp thứ hai, vuốt ngón tay. Ta dùng tay còn lại nắm vào, xoay một vòng và vuốt như này. Mỗi một ngón tay, ta vuốt 3 lần, sau đó ta chuyển ngón. Xong ta chuyển vuốt sang tay còn lại. Quý vị nhớ vuốt theo thứ tự 4, 1, 3, 2, 5. Ta vuốt ngón thứ tư trước, sau đó đến ngón số 1 là ngón cái, số 3 là ngón giữa, số 2 là ngón trỏ, cuối cùng ngón thứ 5 là ngón áp út. Phương pháp này giúp cho quý vị chữa được khó ngủ, vấn đề về hậu môn, vấn đề của phụ nữ và rất nhiều bệnh lý khác. Trường hợp tiếp theo, người mất ngủ, khó ngủ thường xuyên hay đau vai gáy. Quý vị biết vì sao không? Nguyên nhân đó là khí huyết của chúng ta không lưu thông. Đường gáy của chúng ta có rất là nhiều đường dây thần kinh lưu thông qua vai gáy. Não của chúng ta là bộ phận sử dụng rất là nhiều khí huyết nhất trong cơ thể, chỉ đi qua cái đường gáy. Đặc biệt, quý vị nào quen nằm gối quá cao thì sẽ khiến chúng ta dễ bị thoái hóa khớp gáy. Nếu trẻ đã bị rồi thì về già lại càng nặng. Đường xương sống của chúng ta đều được khép vào, khí huyết đều đi qua sống gáy của chúng ta. Quý vị hãy trả dọc như này, rồi ta bấm và day vào huyệt phong trì. Sau đó quý vị day và nhấn vào huyệt bách hội khoảng từ 7 đến 21 lần. Các huyệt này có tác dụng chữa ù tai, nhức đầu, tuần hoàn máu não kém. Và trà quang tai như này tác dụng rất tốt chữa thận yếu. Thận hư một cách nữa là quý vị dùng tay vạch và kéo ở vị trí loa tai như vậy mà thấy có điểm đau. Bên nào có điểm đau thì ta day. Một trong những cách hỗ trợ chữa mất ngủ hoặc giúp bạn nhanh đi vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn chính là sử dụng các loại thực phẩm như sữa chua. Thành phần sữa chua giúp duy trì giấc ngủ tự nhiên vào ban đêm. Tương tự như sữa chua, chuối còn có thêm magie và kali, hai chất có lợi cho não bộ, giúp não thư giãn, đẩy lùi stress. Muốn có giấc ngủ ngon, quý vị nên tăng cường bổ sung thêm cá vào trong thực đơn ăn uống hàng ngày của mình. Bởi cá có hàm lượng protein vô cùng dồi dào, tốt cho sức khỏe não bộ. Hạt sen có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon hơn. Cải bó xôi cũng cung cấp một lượng kali lớn để quý vị có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Hàm lượng protein có trong trứng cũng có tác động tích cực đến giấc ngủ của bạn và giúp quý vị ngủ sâu giấc hơn. Ngoài ra, để chữa bệnh mất ngủ, nên hạn chế các loại thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ như thực phẩm chiên xào, thức ăn nhanh, hạn chế sử dụng trà, cà phê, bia rượu và các chất kích thích khác vào buổi chiều tối quý vị nhé. Đây là các phương pháp giúp quý vị chữa tình trạng thường xuyên mất ngủ, khó ngủ. Nếu quý vị áp dụng phương pháp này mà thấy hiệu quả, hãy hướng dẫn và chia sẻ với người thân để họ có được chất lượng sức khỏe quý vị nhé. Nếu quý vị cảm thấy video này hữu ích, hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để được nghe thêm nhiều video bổ ích khác nữa nhé. Xin kính chào và hẹn lại quý vị trong các video tiếp theo.